Xin chào tất cả mọi người. Ở trong phần này tôi giúp cho các anh chị của nhóm sơ cấp 3 một số các cái bài đàm thoại. Qua các bài đàm thoại này các anh chị có thể học thêm được số những cái cách nói của người Pháp mà tôi in đậm như thế này. Đồng thời tôi cũng giúp các anh chị phân tích, mổ xẻ thêm một số các cái từ ở trong các cái câu này để chúng ta bổ sung về cái phần ngữ pháp của chúng ta. Các anh chị có thể tham khảo thêm ở trong cái trang C Cube Academy. Ở trong cái trang này các anh chị đánh cái chữ Conversation en français entre deux amis, các anh chị sẽ thấy cái bài này và người ta đọc một cách trôi chảy để cho mình tập đọc, và có cái phần song ngữ tiếng Anh nữa thì các anh chị đối chiếu. Các anh chị nào mà quen học tiếng Anh thì có thể đối chiếu. Ở đây tôi xin giải thích một cách từ từ với cái dụng ý là để giúp cho các anh chị thấy các cái cấu trúc câu và các cái từ ngữ, nhất là các cái động từ. Người ta nói đây là một cuộc đàm thoại bằng tiếng Pháp giữa hai người bạn, thực sự là một phần giữa một cái người và một cái người nhân viên và một người khách, sau đó là giữa người bạn và người bạn một và người bạn thứ hai. Câu chuyện là như thế này, cái anh Martin Richard này, anh được một cái cô Dubois đây, bà Dubois gọi cho biết là anh ta đã được cái công ty Mirage tuyển nhận vào và cần phải làm các cái thủ tục để mà nhận việc. Rồi nghe cái tin đó thì cái anh Martin này đã gọi cho một người bạn ở phía sau này để xin người bạn nhắc giúp cho anh ta tìm ra một cái căn nhà, một cái nơi ở Paris và sau đó đi tìm nhà rồi lại nói chuyện với công chủ nhà. Tôi sẽ đọc một lần qua từng cái đoạn như thế này, sau đó tôi giải thích và đọc lại một lần thứ hai. Các anh chị nào có cái nhu cầu nghe nhiều hơn thì xin vào cái trang mà tôi vừa mới giới thiệu, C-Cube Academy, với cái đề tựa như thế này. Bonjour, bonjour, Monsieur Martin Richard. C'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Je m'appelle Lucie Dubois. Je suis la responsable des ressources humaines à Mirage. Ah, Madame Dubois, bonjour. Je vous appelle pour vous annoncer que votre candidature pour le poste de développeur web a été retenue. Oh, c'est vrai? Merci beaucoup. Alors, vous devez rejoindre votre poste le mois prochain. Donc, vous avez 30 jours pour vous installer à Paris. J'espère que ce ne sera pas un problème. Non, pas du tout. Un mois suffit largement pour déménager. Bien, félicitations, Monsieur Richard, et bienvenue parmi nous. À bientôt. Merci, Madame. C'est un honneur de pouvoir travailler à Mirage. Au revoir. Người ông Martin Richard chào. Xin chào, bên kia chào lại. Bonjour, bonjour, Monsieur Martin Richard. Chào ông Martin Richard. C'est bien vous? C'est bien vous? Bien này là đúng, là rõ. Có phải là ông? Chắc chắn là tôi gọi đúng chỗ không, đúng địa chỉ không? C'est bien vous, có phải là ông không? Oui, c'est bien moi, đúng là tôi. Et vous êtes, chúng ta lên giọng, tức là đây là câu hỏi. Bạn là ai? Bà là ai? Bạn là ai? Je m'appelle Lucie Dubois, tôi tên là Lucie Dubois. Je suis la responsable des ressources humaines à Mirage. Tôi là người phụ trách về cái phần nguồn nhân lực ở cái công ty Mirage. Tôi tạm dịch là công ty, có thể là một cái tập đoàn hay là một cái cơ sở, một cái gì đó. Ở đây người ta không nói ở trong trong ngoặc kép, tôi tạm dịch là công ty. Dạ, tôi tên là bà Lucy Dubois, tôi là người phụ trách của cái phần nhân lực, nguồn nhân lực của công ty Mirage. Responsable, adjective là chịu trách nhiệm. Responsable là adjective. Nếu chúng ta chuyển cái adjective này thành cái danh từ, chúng ta thêm cái article là masculine là a, feminine là une, thì là người chịu trách nhiệm. Ở trên là chịu trách nhiệm, ở dưới là người chịu trách nhiệm. Như vậy ở đây là tôi là người chịu trách nhiệm. Các anh chị có chữ la responsabilité, tinh thần trách nhiệm, hoặc là sự chịu trách nhiệm. La responsabilité. Ở đây có chữ resource human, human là danh từ của chữ om mà, về con người. Resource là các cái nguồn lực. Các anh chị để ý chỗ này đọc là phát âm là res, cũng như là ressembler là giống như, cũng như là ressentir là cảm thấy, cũng như là ressortir là đi ra ngoài.
Sóc tia là đi ra ngoài xong đi vào rồi lại đi ra một lần thứ hai là rớt sóc tia, đọc là rớt, trừ một cái trường hợp là resuscite. Resuscite là phục sinh, là sống lại. Các cái chữ khác chúng ta thấy hai S và Ơ đọc là rớt. Tôi là người phụ trách của cái bộ phận nguồn nhân lực của công ty Mirage. Ah, Madame Dubois, bonjour. Ah, xin chào bà Dubois. Je vous appelle pour vous annoncer que votre candidature pour le poste de développeur web a été retenue. Tôi gọi cho ông để báo cho ông biết rằng cái việc mà ứng cử vào cái chức vụ phát triển web của ông đã được chấp nhận. Ở đây chúng ta có chữ la candidature. La candidature là sự ứng cử, sự ứng thí. Nếu đi thi là ứng thí. Nếu ứng cử vào một cái vị trí, một cái vai trò thì chúng ta gọi là ứng cử, như là ứng cử vào các cái cơ quan mà chúng ta thường thường đi bầu đó. Candidature thì cái người ứng cử là un candidat, một ứng cử viên. Cái việc mà chúng ta nộp đơn để ứng cử vào viên chức nhà nước, vào sở này sở kia như ở một số địa phương đang làm đó, dùng động từ poser la candidature à un poste. Chúng ta để ý cái chữ poste này. Pour le poste. Le poste masculin là một vị trí làm việc, trong khi la poste féminin là nhà bưu điện. Chúng ta để ý ở trong tiếng Anh họ chỉ dùng chữ poste, P-O-S-T cho cả hai bên. Nhưng mà tiếng Pháp chúng ta phải phân biệt le poste một vị trí làm việc, la poste nhà bưu điện. Tôi gọi cho ông để báo cho ông biết là cái đơn xin việc của ông ở cái vị trí phát triển trang web đã được giữ lại. Retenir là giữ lại, hủy bỏ vứt đi là rejeter, giữ lại chúng ta ở đây dịch là chấp nhận, đã được chấp thuận. Nếu mà người không chấp thuận thì người ta làm cái công việc là rejeter, người ta bỏ đi, bỏ cái đơn này đi, bác cái đơn này đi. Mà nếu người ta không bác thì người ta giữ lại, retenir với rejeter. Cái đơn xin ứng cử của ông đã được chấp nhận, chấp thuận. Oh, c'est vrai, merci beaucoup. Ủa, đúng vậy hay sao? Cảm ơn vô cùng. Alors, vous devez rejoindre votre poste le mois prochain. Như vậy, ông phải tới, rejoindre là tiếp nối, tiếp. Ở đây chúng ta dịch là ông phải tới, tới gặp, tới nơi, tới cái vị trí của ông tháng sau. Donc, vậy thì, vous avez 30 jours pour vous installer à Paris. Như vậy, ông có 30 ngày để tới ổn định ở Paris. Để chúng ta có động từ installer, đầu tiên là một verb transitive direct, tức là nó có đối tượng. Chúng ta dịch là lắp đặt, to install, hoặc là cài đặt cũng được. Mình mua một cái máy gì mà mình không làm được thì phải nhờ người ta installer. Còn bây giờ động từ pronominal là từ đây phát xuất ra. S'installer là đến ở một nơi hoặc là định cư. Chúng ta tới, chúng ta ở ổn định. Vậy ông có 30 ngày để ổn định chỗ ở Paris. J'espère que ce ne sera pas un problème. Tôi hy vọng đây không phải là một vấn đề đối với ông. Non, pas du tout. Dạ, không sao hết. Pas du tout là not at all, không có gì hết. Un mois suffit largement pour déménager. Un mois là một tháng. Suffit là động từ suffire. Suffire là đầy đủ. Đầy đủ, đây là verb vi, to be enough. Một tháng thì đủ, largement. Các anh chị để ý, largement nó xuất phát từ tính từ large. Large ở nghĩa đen là rộng, ở tiếng Anh là wide hoặc broad. Cái cửa này mở rất là rộng. La porte est largement ouverte. Cửa mở rất là rộng thì cũng dùng largement. Nhưng mà largement dùng ở cái nghĩa trừu tượng là more than enough, còn hơn là đủ. Đủ rồi nhưng mà hơn là đủ, tức là quá dư. Như vậy một tháng dư để mà đổi nhà, chuyển nhà. Động từ déménager. Déménager có thể là VI, có thể là VT. Nếu là VT thì chúng ta có cái đối tượng, chúng ta mang một cái đơn vị, một cái cơ sở gì chúng ta rời đi nơi khác là VT. Nhưng mà thường thường ở chúng ta dùng cái nghĩa thứ nhất là VI, dọn nhà, dọn đi chỗ khác, đổi chỗ ở, tiếng Anh là to move. Như vậy một tháng rất là dư, rất là rộng rãi để mà chuyển nhà.
Bien, félicitations, Monsieur Richard, et bienvenue parmi nous. À bientôt. Như vậy thì hay lắm. Félicitations là xin chúc mừng. Các anh chị để ý, félicitations là một danh từ feminine và nó luôn luôn ở số nhiều. Félicitations luôn luôn ở số nhiều. Chúng ta chúc mừng ai, chúng ta có thể nói vắn tắt là félicitations. Tiếng Anh là như thế này. Và nếu chúng ta muốn nhấn mạnh lên thì toutes mes félicitations, tất cả những lời chúc mừng, chúc khen, ngợi khen của tôi. Chúng ta có thể dùng đơn giản như thế này, hoặc là nhấn mạnh là toutes mes félicitations. Chúng ta có cái động từ félicité là chúc mừng ai, chẳng hạn như félicité quelqu'un pour quelque chose, chúc mừng ai vì cái chuyện gì, về một cái chuyện tốt đẹp. Hoặc là félicité quelqu'un d'avoir fait quelque chose, chúc mừng ai vì đã làm được cái chuyện gì. Ở đây người ta chỉ nói vắn tắt là félicitations Monsieur Richard et bienvenue à nous, à bientôt. Bienvenue chúng ta sẽ coi ở phần sau. Merci madame, c'est un honneur de pouvoir travailler à Mirage. Au revoir, honneur là một cái vinh dự. Dạ cảm ơn bà, thật là một cái vinh dự để có thể làm việc ở công ty Mirage. Xin chào tạm biệt, au revoir. Bonjour, bonjour Monsieur Martin Richard, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Je m'appelle Russie Dubois. Je suis la responsable des ressources humaines à Mirage. Ah, Madame Dubois, bonjour. Je vous appelle pour vous annoncer que votre candidature pour le poste de développeur web a été retenue. Oh, c'est vrai? Merci beaucoup. Alors, vous devez rejoindre votre poste le mois prochain. Donc, vous avez 30 jours pour vous installer à Paris. J'espère que ce ne sera pas un problème. Non, pas du tout. Un mois suffit largement pour déménager. Bien, félicitations, Monsieur Richard, et bienvenue parmi nous. À bientôt. Merci madame, c'est un honneur de pouvoir travailler à Mirage. Au revoir. Ở trong cái đoạn này về ngữ pháp thì tôi vừa mới trình bày bên dưới này, động từ suffire, động từ installer, cái chữ large dùng ở nghĩa bóng tức là dư rộng rãi đó, déménager là dọn nhà, đổi chỗ ở. Xin các anh chị để ý cho các cái c'est bien vous, bien là nói lên một cách rõ ràng, chính xác hơn, có phải đúng là ông không? C'est bien vous. Chúng ta trả lời oui, c'est bien moi. Et vous êtes? Bạn là ai? Et vous êtes? Thì chúng ta không hỏi là et vous êtes de qui hoặc qui êtes vous. Et vous êtes? Thì người ta trả lời ngay je suis. Et vous êtes? Trả lời là je suis. Je m'appelle. Các anh chị có cái je vous appelle pour vous annoncer que, tôi gọi cho ông để báo cho ông rằng. Je vous appelle pour vous annoncer. Chúng ta để ý lại cái phần pronom personnel ở đây trong câu này. Cái nhân vật là ông Martin này, là vous này, là vous này, đều là ông Martin Richard. Nhưng mà vous này là COD, vous này là COI. Do bởi động từ appeler là động từ VT. Appeler quelqu'un, gọi ai, gọi ai hay là gọi cái gì, gọi xe taxi hay gọi bất cái gì thì là VT. VT thì V vu này, VOUS này là COD. Trong khi động từ annoncer, annoncer quelque chose à quelqu'un, annoncer quelque chose, loan báo cái gì à quelqu'un, à quelqu'un là COI, vì vu này là à quelqu'un. Hoặc là annoncer à quelqu'un que, như vậy là COI, COI. Nếu chúng ta thấy là để ở ngôi thứ hai số nhiều thì nó vẫn là vu. Nếu chúng ta đổi qua ngôi thứ ba số ít hoặc là ngôi thứ ba số nhiều thì tức khắc nó thay đổi. Tôi đã gọi cho anh ta để báo cho anh ta rằng je l'appelle pour lui annoncer que. Tôi gọi cho họ để báo cho họ rằng je les appelle pour leur annoncer que. C-O-I. Và ở dưới chúng ta cũng để ý un mois suffit largement, un mois một tháng thì dư giả đủ một cách rộng rãi.
và Felicitations. Sau khi nghe một cái tin vui thì cái ông Martin Richard ông tự nói với mình này: Oh, je n'arrive pas à le croire. Il faut que j'appelle Jérémy. Allô, bonjour Jérémy, tu vas bien? Très bien, et toi? Tout va à merveille. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? Je t'écoute. Tu te rappelles la dernière fois que je suis venu à Paris? J'ai passé un entretien. Oui. Eh bien, je viens d'être embauché. Mais c'est génial. Quelle bonne idée. Je commence dans un mois. Donc, j'ai à peine le temps pour chercher un appartement et de m'installer. Tu peux m'aider à chercher un logement? Mais oui, bien sûr. Tu viens quand? Peut-être lundi prochain. Tu sais, déménager, ça prend un peu de temps. Absolument. Bien, pour la recherche d'un logement, je commence tout de suite. À très bientôt. Merci et au revoir. Martin Richard khi nghe báo tin là được tuyển dụng thì rất là vui và tự nói như thế này: Oh, je n'arrive pas à le croire. Ôi, mình không thể tin được vào cái chuyện này. Lơ này là nớt, tin vào cái chuyện mà vừa mới nghe ở trong điện thoại. Il faut que j'appelle Jérémy. Tôi phải, mình phải gọi cho Jérémy. Il faut que j'appelle. Sau il faut que, chúng ta phải dùng subjonctif, chúng ta sẽ học ở trong chương trình A2. Và một vài giây sau, gọi cho Jérémy. Allô, bonjour Jérémy, tu vas bien? Très bien, et toi? Tốt lắm, khỏe lắm. Thế còn bạn? Tout va à merveille. Tất cả đều tốt đẹp một cách tuyệt vời. Merveille, nghĩa đen, là một cái điều kỳ diệu, một cái điều rất là đáng ngưỡng mộ, không thể tin. Tout va à merveille là một cái cách nói. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Mình có một cái tin tuyệt vời. Excellent là tối hảo, rất là tốt đẹp, để báo cho bạn. C'est quoi, cái gì vậy? Je t'écoute, mình lắng nghe đây. Khi chúng ta nghe điện thoại reo đó, rồi mình biết tên của người gọi cho mình, mình nhìn lên màn hình thì mình nói je t'écoute nếu là người quen, nếu là người lạ je vous écoute, je t'écoute, hoặc là je vous écoute. Ở đây không phải là nghe điện thoại mà đã nghe rồi, nhưng mà chuyện gì vậy, tôi nghe đây, je t'écoute. Tu te rappelles la dernière fois que je suis venu à Paris? J'ai passé un entretien. Entretien là một cuộc nói chuyện. Ý nói là một cuộc nói chuyện giữa người đi xin việc và nhà tuyển dụng. Động từ ne pas arriver à faire quelque chose. Arriver à, ở nghĩa đen là tới, đạt tới một cái địa điểm. Ở đây không phải arriver đi với infinitive. Ne pas arriver à faire quelque chose, không thể làm được việc gì, tức là gặp khó khăn khi làm việc gì. Anh Martin ấy nói là je n'arrive pas à le croire. Tôi không thể nào tin được cái chuyện này, tin được cái chuyện mà người ta gọi cho mình, rồi người ta báo tin mình được trúng tuyển. Je n'arrive pas à faire, je n'arrive pas à le croire, động từ ne pas arriver à faire quelque chose. Tôi có một tin tuyệt vời để báo cho bạn. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Tôi có một cái tin để báo cho bạn. Tôi có một cái điều muốn nói với bạn. J'ai une chose à te dire. Tôi có rất nhiều việc phải làm. J'ai beaucoup de choses à faire. Các anh chị để ý tới cái chữ A đây này. Tôi có một cái tin phải loan báo cho bạn. Tôi có một cái chuyện muốn nói với bạn. Tôi có nhiều việc phải làm. Ở tiếng Việt Nam chúng ta có thể dịch ra bằng hai ba cách, nhưng mà đây cái cấu trúc của nó: J'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai une chose à te dire. J'ai beaucoup de choses à faire. Tôi có nhiều chuyện phải làm. Động từ se rappeler quelqu'un hoặc là se rappeler quelque chose, nhớ ai, nhớ cái gì, thì được sử dụng tương đương với se souvenir de quelqu'un. Se souvenir de quelque chose, nhớ ai, nhớ cái gì, tức là nhớ. Nhớ này là nhớ bằng ký ức, không phải là nhớ bằng quả tim. Nhớ bằng, tức là không quên, to remember.
Tất cả các sách ngữ Pháp đều nhắc nhở chúng ta cẩn thận, thường hay bị lẫn lộn để chữ giới từ de vào đây. Se souvenir de thì se rappeler de. Hai cái động từ này dùng khác nhau. Se souvenir thì phải có giới từ de, se rappeler thì không có. Chẳng hạn như là je me rappelle mon enfance ở Quảng Nam, tôi nhớ tới tuổi thơ của tôi ở tỉnh Quảng Nam. Je me rappelle bien cet homme, tôi nhớ rất rõ cái người đàn ông này. Se rappeler có thể đi với giấy từ de trong trường hợp phía sau nó là một infinitive. Je me rappelle d'avoir lu cet article, tôi nhớ là đã đọc cái bài, article là một cái bài báo, ở trong một bài báo, trong một cái tờ báo, tôi nhớ đã từng đọc cái bài này. Rappelle-toi d'envoyer ce colis, nhớ gửi cái gói này. Colis là một cái gói gửi ra bưu điện. Oui, bạn có nhớ không? Nhớ. Eh bien, je viens d'être embauché. Động từ embauché là verb VT, tức là tuyển dụng ai, thuê mướn ai. Thuê mướn, embauché quelqu'un. Tiếng Anh cũng dùng các cái trường hợp là thuê mướn. Tôi vừa mới được tuyển dụng, vừa mới được nhận vào làm việc. Mais c'est génial, là cái bonne idée, thật là một cái chuyện rất là hay, tuyệt vời. Génial là cái câu nói rất là ở trong cái văn đời thường người ta hay nói, tuyệt, hay, tốt. Je commence dans un mois, đó này là trong tương lai, trong một tháng nữa tôi sẽ bắt đầu. Donc, vậy thì j'ai à peine le temps pour chercher un appartement et de m'installer. J'ai à peine le temps, à peine. À peine có thể dịch là vừa mới. Ở đây không phải là vừa mới. J'arrive à peine, tôi vừa mới tới, không có lâu. Vừa đủ, tout juste. On aperçoit à peine sa voix. Cái người này nói nhỏ quá, mình chỉ vừa đủ nghe, nghe qua điện thoại, không có rõ là cái gì. À peine, nhưng à peine có nghĩa là rất ít, très peu. À peine có nghĩa là vừa mới, tôi vừa mới tới. À peine là vừa đủ. J'ai à peine, on aperçoit à peine. Rồi à peine có nghĩa là rất là ít, très peu. Ở đây có nghĩa là rất ít. Donc j'ai à peine, tôi có rất ít thời gian pour chercher un appartement, để đi tìm một căn hộ và để ổn định chỗ ở. Tu peux m'aider à chercher un logement, động từ aider quelqu'un à faire quelque chose, giúp ai làm cái gì. Aider quelqu'un à faire quelque chose, đi với giấy từ à. Mais oui, bien sûr, dĩ nhiên là được. Tuy viens quand, ở trong trường hợp informel là dùng với tuy thì không có đảo ngữ. Tuy viens và từ nghi vấn để phía sau cùng. Tuy viens quand, peut-être lundi prochain, có lẽ là thứ hai sau. Tu sais, déménager, ça prend un peu de temps. Bạn biết đó, dọn nhà thì phải mất một ít thời gian. Absolument, absolument nghĩa đen là tuyệt đối. Ở đây là đúng thế, khi mình xác định một cái ý gì nói trước. Absolument, đúng vậy. Bien, pour la recherche d'un logement, je commence tout de suite. Để còn cái việc mà đi tìm nơi ăn, nơi ở đó, thì tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức. À, très bientôt, hẹn mau sớm gặp lại bạn. Merci et au revoir. Oh, je n'arrive pas à le croire. Il faut que j'appelle Jérémy. Allô, bonjour Jérémy, tu vas bien? Très bien, et toi? Tout va à merveille. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. C'est quoi? Je t'écoute. Tu te rappelles la dernière fois que je suis venu à Paris? J'ai passé un entretien? Oui, eh bien, je viens d'être embauché. Mais c'est génial, quelle bonne idée. Je commence dans un mois, donc j'ai à peine le temps pour chercher un appartement et de m'installer. Tu peux m'aider à chercher un logement? Mais oui, bien sûr. Tu viens quand? Peut-être lundi prochain. Tu sais, déménager, ça prend un peu de temps. Absolument. Bien, pour la recherche d'un logement, je commence tout de suite. À très bientôt. Merci et au revoir. Các anh chị để ý chữ tuy xe này không có nghĩa là bạn biết. Tuy xe tức là mình chỉ là một cái câu đệm, do đó mình nói nhẹ thôi. Peut-être, bao giờ bạn tới? Tu viens quand? Peut-être lundi prochain. Tu sais,
Déménager, ça prend un peu de temps, biết không? Dọn nhà thì tốn thời gian lắm. Và cái chữ absolument cũng phải, absolument nghĩa đen là tuyệt đối. Ở đây mình xác nhận, mình đồng ý với cái ý ở đằng trước thì mình nói là absolument. Thưa các anh chị, cái bài này còn một nửa nữa, chúng ta sẽ phân ra làm hai phần và phần sau để ở qua cái bài thứ hai. Xin chào tất cả mọi người.